Để mà đi tìm mua những chiếc xe 7 chỗ máy dầu số tự động thì các bác mình không nên bỏ qua cái chiếc xe này, dòng xe này các bác nhá. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc và được nhập khẩu nguyên chiếc. Một dòng xe nó rất là bền và chạy rất là êm luôn các bác nhá, chạy rất là êm luôn. Và máy của cái dòng xe này cũng vậy, nó rất là êm các bác nhá. Dòng này lúc mới nó là tiền tỷ đấy ạ. Và bây giờ thì chiếc xe này chẳng qua đời nó thấp thôi, cho nên là giá tiền nó chỉ xuống là hơn 200 triệu. Đấy, hơn 200 triệu đồng thôi. Đây, các bác nhìn xem, nó rất là trong của xe đây ạ. 7 chỗ số tự động các bác nhá. Đấy, con này của em ghế da vẫn là ghế da xịn theo xe, nó vẫn còn rất là đẹp này, rất là căng các bác nhìn này. Đấy, đúng không? Và đây là cần số của cái chiếc xe này. Đây cần số đấy ạ. Đấy, các bác nhìn xem. Vị trí này của xe cũng đã được dán kiểu là e-lock rồi đúng không ạ? Rất sáng đẹp, có khóa khiển nhá. Tự khi an toàn được nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Và đây là vô lăng của cái chiếc xe, có màn hình giải trí và có cam mùi rồi. Đấy, có đàm thoại dành tay đây. Đấy, và có sấy sửa kính đây. Hệ thống điều hòa đây các bác nhá. Hệ thống điều hòa đây. Và đây tắp nô của chiếc xe, các bác nhìn xem, tắp nô của xe đồ nhựa. Đấy, các bác nhìn này, cái chất nhựa nó vẫn còn khá là ok luôn đúng không ạ? Trần của xe là trần nỉ các bác nhá. Chiếc xe này được mang tên là Hyundai Santa Fe và được sản xuất năm 2004, đăng ký lần đầu tiên năm 2007. Số tự động máy dầu 2.0 sẽ được nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Một mẫu xe rất là đỉnh đám của thời trước đúng không ạ? Và bây giờ cũng vậy, bây giờ thì các bác mình bỏ ra số tiền hơn 200 triệu đồng một ít thôi là các bác đã có thể mua, cũng là một trong những cái mẫu xe em thấy là cũng rất là hot trên thị trường trong thời gian gần đây đúng không ạ? Đây các bác nhá. Đấy. Trang bị thì có gì ạ? Có na răng đúc và có vành đĩa, vành ABS, lốp của xe vẫn còn rất là dày, đăng kiểm của xe đến tháng 1 năm 23 cơ, vẫn còn rất là dài luôn các bác nhá. Bức sơn là màu ghi, một cái màu rất là sáng xe. Đấy, sáng xe các bác nhá. Và đây là số điện thoại của bên em, các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số này. Đấy, một số nữa là 0335 838389 các bác nhá. Đấy, bên em có mua và trao đổi các xe. Đấy, các bác có xe gì mang đến em mua và em đổi cho. Đấy, đổi các loại, mua các loại các bác nhá. Bên em chỉ bán xe đẹp và chỉ bán xe không lỗi. Đấy. Những chiếc xe bên em bán ra bao lỗi cho các bác luôn, bảo hành cho các bác về những vấn đề lỗi, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm. Các bác hãy đến với bên em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe nhá. Vì bên em đã kiểm tra trước khi xuống tiền nhập về rồi. Trước khi xuống tiền nhập về là bên em đã kiểm tra rất kỹ, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng các bác nhá. Đấy, chỉ bàn về giá cả thôi. Chỉ bàn về giá thôi mà không bàn về chất lượng các bác nhá. Đấy. Dạ vâng. Đấy, hình thức qua qua thì em đang quay cho các bác mình xem đây. Các bác nếu mình đang đúng chân mẫu này, đang phù hợp, đang tìm những chiếc xe 7 chỗ máy dầu số tự động thì các bác mình hãy theo dõi và xem chiếc xe này, video này của em. Xem rồi cảm nhận và mình hãy đến thử thực tế luôn, thử thực tế luôn các bác nhá. Các bác nào không đến được bên em ship tận nhà. Đấy, tận nhà cho các bác để các bác kiểm tra. Bây giờ em quay kỹ cho các bác xem về từng phần, từng vị trí một của chiếc xe Santa Fe này. Đối với Santa Fe thì bên em vẫn còn những cái mẫu kia là máy xăng các bác nhá. Ở kìa. Hiện tại em có một con nữa 2006 máy xăng và con kia là 2008 các bác nhá. Con này của em là 2004 đăng ký 2007 đây. Và con kia đời kia thì nó là máy dầu số rộng, thế nhưng mà giá toàn loanh quanh gần 400 triệu đồng thôi. Gần gấp đôi chiếc xe này luôn, gần gấp đôi luôn các bác nhá. Cho nên là mình mua mẫu này là mình rẻ được khá tiền đây này. Và keo chỉ thì các bác yên tâm, keo chỉ mép cánh cửa ở đây các bác nhìn xem vẫn còn này, đúng không ạ? Những phần tắp ni cánh cửa bốn cánh của xe còn đẹp đều, các bác nhìn xem nó là đều với nhau cả các bác nhá. Chỗ này có đèn này rất sáng luôn, các bác nhìn xem. Vô kính điều chỉnh điện được làm toàn bộ ở cái vị trí này, các bác nhìn xem tổng lưng hạ kính đây nhá. Chốt cửa đây, chỉnh gương đây. Và đây cửa gió thổi về hàng phía sau đây và có cả sấy kính lên trên đây nữa các bác nhá. Đây con loa này, đây, lỗ gió thông đây, thông từ đây sang. Bách cửa đẹp, gầm đẹp các bác nhá. Bên em đã xem và kiểm tra rồi, gầm rất đẹp luôn. Và đây là vách cửa này. Đấy. Ghế các bác nhìn này, ghế của xe còn đẹp căng luôn, không bị rách, không bị xấu luôn. Vị trí này là vị trí mình tăng giảm đèn, tăng giảm ánh sáng của đèn đấy ạ. Và các bác nhìn xem, vô lăng của xe vẫn đẹp đây, đúng không ạ? Cái cạnh của vô lăng, giữa vô lăng mặt phím còi xe còn khá là ok. Các bác nhìn nhá. Đây mặt đồng hồ này. Đấy, thông tin của xe bên em đã được ghi để trên kia rồi nhá. Đấy, và đây là cần số và phanh tay cũng như là cái vị trí để đựng đồ và tì tay cho các bác đây nhá. Và đây ạ, có gì ạ? Các bác nhìn này. Đấy, chiếc xe này có sấy sưởi ghế nhá. Có sấy sưởi ghế vào mùa đông. Dạ vâng. Khi mình muốn sấy cho nó nóng lên, ngồi cho nó ấm hơn thì mình sấy vào đó các bác nhá.
trần của xe thì vẫn là trần nỉ, và tôn vỏ xe thì rất là dày cứng. Dòng này là dòng xe nhập khẩu mà nó là dòng xe đắt tiền, cho nên là người ta sẽ trang bị những phần tôn vỏ nó sẽ dày cứng chắc bền các bác nhé, rất bền luôn. Đây các bác nhìn xe một số những vị trí cho các bác mình ngắm đây ạ. Nội ngoại thất của xe rất là sáng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Những cái phần mép cửa các bác nhìn xem này, nó không bị xấu kém các bác nhá, không bị han gì đâu. Tem chỗ này vẫn còn nguyên này. Những bu lông ốc vít đây vẫn còn rất sáng này. Và đây là tắp ly kính cửa nữa đây các bác nhìn này. Tắp ly kính cửa đây ạ. Ok chưa ạ? Dòng cửa, dòng khung, dòng cánh đây. Công tắc bấm kính điện lên xuống của xe là không bị xấu các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da nhá, trên này này. Lách cửa đây. Khoang nội thất của xe rộng rãi, ngồi vị trí này ngồi được 4 người cũng thoải mái luôn, và mình không bị vướng giữa cái hai hàng ghế với nhau các bác nhé. Đây, vách cửa đây, rong cửa đây, cửa bên kia bị đóng lại rồi đúng không? Chỗ này được thiết kế cái vị trí mà em cảm giác nó rất là thể thao luôn, nhìn nó rất là ngầu đúng không ạ. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc luôn các bác nhá. Và phụ tùng dòng này thì rất là nhiều, rất là rẻ, rất là dễ kiếm. Mà máy dầu 2.0 thì nó là siêu tiết kiệm nhiên liệu dầu rồi đúng không ạ? Chỉ tầm khoảng 5 đến 6 lít dầu trên 100 km thôi các bác nhá. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Ở phía sau có cảm biến lùi này và có camera lùi đây. Camera lùi đây nhá các bác. Đây biển số đây. Số điện thoại đây. Và đây là gạt mưa phía sau. Rồi có giá lóc này. Đèn của xe này vẫn còn đẹp đây, ok. Cốp đây, hàng ghế phía sau gập lại rồi. Khi gập lại xuống thì cái hàng ghế phía sau nó sẽ phẳng lì, và các bác nhìn thấy thì như kiểu không có ghế luôn đúng không ạ? Khi gập xuống thì kiểu như kiểu không có ghế luôn. Đây ghế ở phía dưới nha các bác. Đăng ký là 7 ghế ngồi đấy ạ. Ghế đằng sau là gập lại, đấy em nhấn mạnh như vậy để cho các bác mình lưu ý, không có bác lại bỏ lỡ. Ghế nó làm sao đúng không ạ? Ghế lại không có, tưởng là 5 chỗ đúng không ạ? Các bác xem cho em sang bên đây đi ạ. Cửa bên đây đóng là vừa tự đóng vào nhưng chưa khít nhá. Và kính của xe bọc dán toàn bộ xung quanh rồi các bác nhá. Đây, mép cửa nữa đây. Hôm nay em hơi bị đau răng một chút. Dạ vâng. Hôm nay hơi bị đau răng, nói nhiều khi là tiếng chưa tròn, chưa chuẩn lắm đúng không ạ? Các bác thông cảm nhé. Đây các bác xem cho em những vị trí này đi. Đây. Chi tiết đầy đủ. Các bác xem kỹ cho em, cần thêm vị trí nào, muốn xem thêm vị trí gì, hãy bảo bên em. Alo bên em, kết nối Zalo bên em để bên em tư vấn và gửi cho các bác nhé. Ở vị trí này các bác thấy là có cổng nghe nhạc đây này. Đấy, có cổng nghe nhạc nhá. Rất là hay. Chỗ này là một cái vị trí cốp đựng đồ. Vách cửa đẹp nhé, không han gì, không mục mọt gì đâu. Các bác nhìn nhé. Đấy, còn khá ok. Lốt này các bác nhìn cho em lốt phần nội thất bên trong nhé. Xong đó thì sẽ tới cái phần máy và gầm. Bên em thì nhiều xe lắm, các bác có thể thấy được. Nó có cả trên 100 đầu xe các loại các bác nhé. Các bác hãy đến với bên em, các bác có nhiều sự lựa chọn luôn. Rất nhiều sự lựa chọn cho các bác luôn. Đây các bác xem. Máy vách cửa nhá. Hoàn toàn đẹp. Chân ghế đẹp và những cái phần chân ghế các bác thấy là không bị han gì gì đúng không ạ? Đây đóng trong vách cửa đây. Lốp đây các bác nhá, lốp đây này. Lốp của xe khá là dày luôn, là do đúc 3 chấu. Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Cửa đóng chắc lịch, rất là êm. Các bác có thể nghe là rất là êm luôn đúng không ạ? Rồi các bác cùng em đi lốt những cái phần vị trí bên ngoài. Đấy, chi tiết và đầy đủ các bác nhá, chi tiết đầy đủ các bác cứ xem kỹ cho em vào. Em đang quay rất là kỹ đây. Đấy, cặp đèn pha của xe vẫn còn trong. Đấy, lốp của xe này vẫn còn dày, nó dày cả dàn luôn. Tôn vỏ xe hoàn toàn không có lỗi nhá. Về lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước rồi mục mọt rồi về vấn đề an ninh pháp lý của xe có yên tâm rồi, bên em đã kiểm tra, đã test
em quay các bác xem gầm đi. Đây gầm đây các bác nhá, gầm đây. Xe không vấn đề đâu các nhá, không có cái vấn đề gì cả, không có gì lỗi cả, không có xấu kém cả. Các bác mua về đi luôn dùng ngay, không phải sửa gì. Một lát nữa em quay cả máy nữa cho các bác xem, máy đẹp cực kỳ luôn, máy rất sáng nhá. Và đây là phần vỏ sơn bên ngoài của chiếc xe, các bác xem nốt đi ạ. Chiếc xe được thiết kế cái phần body phía sau và phần viền ở dưới, các bác nhìn thấy này, tăng sự khỏe khoắn lên rất là nhiều đúng không ạ? Nó có một cái body nó lồi lên, đấy, nó nổi lên, các bác nhìn này, cái body nó cao hơn so với cái mặt này. Phần cánh cửa này, các bác xem. Gầm đẹp các bác yên tâm, gầm đẹp lắm. Em mời các bác xem đến phần động cơ khoang máy của xe nhé. Máy dầu đổ rất êm. Nếu bác nào mà không biết thì tưởng máy xăng đấy ạ, vì nó đổ êm lắm. Máy 2.0 turbo nhá, thì nó sẽ có cái dàn turbo trên kia. Đấy, vừa khỏe lại vừa tiết kiệm. Máy CRDI. Đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe Santa Fe này. Đây các bác xem nhé. Khoang máy đẹp, sáng. Rất sáng đẹp luôn. Cabo đây. Cái chỗ mũi thở xe vẫn nguyên nhá. Máy số ngon rồi, các bác yên tâm như vậy, máy số ngon luôn. Bên em đã kiểm tra và test. Các bác yên tâm dùng. Về giá cả của chiếc xe thì đối với dòng xe này thường thường bên em vẫn bán loanh quanh tầm khoảng 230 triệu. Thường thường bán như vậy. Còn tất nhiên với cái mức giá bên em bán thì nó tùy theo chất lượng của xe. Và chiếc xe này chất lượng như này có giá là bao nhiêu thì các bác alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline mà em cũng đã cung cấp cho các bác nhé. Và đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, làm ở tại địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, và đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhé. Ship xe chuyển xe bác nào không đến được, bên em sẽ ship và chuyển đến tận nhà cho. Và về vấn đề sang tên đổi biển, bên em cũng hỗ trợ toàn quốc các bác nhé, công chứng ủy quyền nữa, hỗ trợ toàn quốc cho các bác luôn. Dạ vâng. Video này em đã quay xong, xin được kết thúc và tạm dừng. Em sẽ quay trở lại với các bác mình trong video lần sau. Các bác hãy nhớ xem video của em tiếp trong lần thời gian tới nhé. Dạ vâng ạ.